nghiên cứu em nên nuôi với bò man hơn em ạ. Chứ đừng 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 nuôi bò bê. Mấy chắc man này, chắc man này. Bò ba bê bây giờ nó quá đắt. Bây giờ anh tính một con bò ba bê em nhá. Một con bò ba bê như con bò của anh đây. Đây, nếu bây giờ nếu như em mà mua thì ít nhất là cũng phải 50 triệu. Con bê đi tí là 25 30 triệu thôi. 40 triệu thôi. Mà nếu nếu tính ra thịt là một cân 400 đến 500. Em ạ. Con bò mà trả thịt là 50 triệu. Đó. Hai này to phết chứ nhỉ? Ờ, em ạ. Thì em phải nghiên cứu thật cụ thể. Xem. Con bê bò bê hình như như cái ảo em ạ. Bây giờ nói xin lỗi, bây giờ mình giá đó là mua con giống thôi. Chứ bây giờ mình thịt ra ngoài thị trường thằng mua giá một cân 500 nghìn. 300 chứ cho mua này nhỉ. Bò thường mình thôi. Cứ bò thường mình nổ. Rồi có thằng sẽ chết với bò bà bê em. Chào toàn thể anh em đang xem kênh YouTube các bác nhá. Thì hôm nay em đang có mặt tại Nghệ An. Lát nữa em vô em sẽ review hai con bò trong nhà ông anh trong này nhá. Còn ngày mai em vô em quay mấy con trâu bên nghĩa đàn á. Thì mai em sẽ úp cái video lên anh em xem. Thì giá nói chung là giá của trâu mà trâu ra chiến đồ sơn nó khác các bác nhá. Còn trâu thịt nó khác. Em vô em review các bác xem mấy con bò mà bò lai này hay bò đực. Xem các bác ở nhà các bạn nhá. Dạ. Anh bò này giống như bò lai giang man nhỉ? Giang man gì nữa? Tức là riêng này, con này anh bắt tháng 5 năm ngoái này, con này bắt tháng 7 này. 7 á? Ừ. Hai này trả bao nhiêu thế này? Hai con mình trả anh 61 triệu. 61 triệu? Ừ. Cho bạn được là vì hình hai vấn đề. Đẹp nhỉ? Ừ. Bò này bò lai giác man Pháp. Ừ. Nói tạm lại là anh chưa bán, chưa có ý định bán là vì cái thời gian chưa có nó hơi hiểm em ạ. Anh hiện tại nó trong mấy sao đó. Có. Ừ, ra lắm. Cho ăn phải có lượng, phải có cân này. Bây giờ cái đà nó còn lớn em ạ. Bây giờ cái đà nó lớn, ăn kém em đấy, ăn có đủ ăn không? Sao hỏi trong bò này mua vấn đề ấy nhỉ? Em vẫn có ý định nữa. Có. Thì anh đã có ý định bán đâu, nhưng mà họ có họ cầm thịt họ trả mình rồi chứ mình có ý định đâu. Ừ. Ừ. Ý thức rồi em ạ. Nghe chưa? Đây, luôn. Không, không, không đi, em nó bật tiếng em gọi cho. Ừ. Hoa bà về không? Thì để em kêu nó bỏ cái máy khác mà. Thì em kêu bỏ. Đây là để em điện nó. Để em điện nó nha. Tức là cậu có ý định chăn nuôi hả cậu? Em đang tính mua mấy con 3B kia. Mua con 3B đi. 3B nói chung đi em này. 3B là cầu phải thật tính với. Chứ còn không, nếu mà mua ra cái dòng F mấy thì nó mới chím. Đấy, mà cầu à, mua cầu phải nghiên cứu nhá, đó là anh có lời khuyên rất chân tình. Con 3B nó hợp với cám. Mà chắc chắn là chủ nhà là họ nuôi con bò tư, con bò mà để con bò đực. Mà nếu mà về mình mà đầu tư không theo cái logic của anh là mình sẽ thua. Đấy, chứ còn như bò nhà anh là bò cỏ ăn cỏ không thôi. Nếu có trắng thì vài năm cắm gạo nữa.
cho nhanh, bây giờ dùng đến cắm cỏ tuyệt đối luôn. Nhanh săn cỏ tự nhiên đó, đó. Như anh trong quanh bờ lô hiện tại anh trong phải sao đó. Thì em phải nghiên cứu em nên nuôi nuôi bò mãn hơn đấy. Chứ đừng 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 nuôi bò bê. Mấy trăng man này, trăng man này. Bò ba bê bây giờ nó quá đắt. Bây giờ anh tính một con bò ba bê em nhá. Một con bò ba bê như con bò của anh đây. Đây, nếu bây giờ nếu như em mà mua thì ít nhất là cũng phải 50 triệu. Con bê đi tí là 25 30 triệu thôi. 40 triệu thôi. Mà nếu nếu tính ra thịt là một cân 400 đến 500. Em ạ. Con bò mà trả thịt là 50 triệu. Đó. Hai này to phết đấy nhỉ? Ờ, em ạ. Thì em phải nghiên cứu thật cụ thể. Xem. Con bê bò bê hình như như ảo em ạ. Bây giờ nói xin lỗi, bây giờ mình giá đó là mua con giống thôi. Chứ bây giờ mình thịt ra ngoài thị trường thằng mua giá một cân 500 nghìn. 300 chứ cho mua này nhé. Bò thương mình thôi. Cứ bò thương mình mà nổ. Rồi có thằng sẽ chết bò bà bê em. Nếu mà đi cũng phải hình đầu tư về logic thì đổ cả. Mà đổ cả màu ao đi. Thân cám. Rồi hình nhập, hình bán. Hình đổ cả màu ao đi rồi hình bán em ạ. Con này chắc anh mua nhỏ, nhỏ không hay là... Anh mua nhỏ thôi, anh nuôi giờ lớn lên thôi. Ăn đủ nó lớn mà. Đó. Bò này phải lại giống bò anh Dần kia không? Nó cũng hình một dòng nào cả. Chứ mà hình gọi là mình phối tính được con đực chuẩn nên nó ra đẹp hơn. Này ra như cái răng man chứ nữa. Ừ, gần, gần thì chưa phải mà. Thằng răng man không to. Em ạ. Nói chung thằng bò mãn là cũng còn to, bò mãn nó phải về nuôi khoảng 3 năm rồi đi thì mới bán mới đạt. Cho còn 2 năm nó bục cúng nữa. Cho nên em nếu mà bắt đầu dư mà tính bắt đầu con đường vào chăn nuôi mà em nuôi bò mãn là em cẩn thận đó. Rình mà nuôi bò bê là em phải cẩn thận. Vì bây giờ giá nó quá đắt đó. Con giống nó con bê anh cầm khoảng 65 cân thịt mà anh bắt đến 28 triệu. Em ạ. 30 triệu gần 30 triệu, 28 triệu. Thì em tính thịt mấy nè. 7-4-8 thịt hơn 40, 28. Nhưng mà đúng không? Mà hẳn là phải gọi là mình nuôi là bọn trang trại là nuôi cả 100 con đổ cảm đâu ra đó. Đó tính cân, bây giờ thì nó được. Bây giờ nó được, nhưng mà anh vẫn nghĩ là hẳn đến một thời là cũng sẽ nguy hiểm cho mình. Nếu mình mà đồng vốn của mình ít, mình nói là mình cái rủi ro nó cao. Chứ còn mình nuôi bò mình, nếu mà trong được cỏ thì lại ăn chầm. Nhưng mà hắn chắc hơn. Bà bê thích ăn bột nhiều. Hắn chủ tính bột này, hắn như trong hướng dẫn đó là chăm sóc tốt một ngày một cân thịt mà. Một tháng 30 cân. Đấy, em tính nè. Nhưng mà gọi là cảm không hoàn toàn. Cảm cỏ, cỏ trắng lăn dầm nữa. Tôi chờ ở đây luôn nè. Trong em ấy. Tôi nó vào đi sao đó. Nếu có ý định nhắn nuôi anh có vài lời khuyên nữa. Yeah. Ừ. Bây giờ người ta vẫn đang thành công với cái con bò bê. Bây giờ là vì nó sốt cân cây giống em ạ. Anh bây giờ cỏ chưa đủ. Ra năm anh vẫn tiếp tục anh bắt bò đi. Anh phải bắt giống bò anh nuôi tiếp. Cái này mình lấy giống ở đâu ạ? Cái này anh mua ngoài thôi. Mình đi mua mình đi tìm thôi. Đúng không? Ừ. Nói chung mình đi tìm ngoài thôi chứ còn thực chất em ạ. Thực chất là anh tới đây anh nuôi mà anh sẽ bắt tiếp. Khi có cỏ anh sẽ bắt tiếp. Nhưng mà anh bắt dòng vào đây thôi, anh không chơi bà bê. Bà bê nguy hiểm. Mẹ đặt ra rửa thôi. Vui lắm. Mẹ mình 100 bạc bắt được 4 con đi. Rồi em xin phép xong video đấy các bác nhá. Rồi chào tạm biệt các bác nhá.